Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình và các bạn cùng đi tham quan chợ Cốc Lếu nhé. Chợ Cốc Lếu chính là chợ đông vui sầm uất nhất trên địa bàn thành phố Lào Cai. Chợ Cốc Lếu ngoài cái việc phục vụ các nhu cầu của dân ở trong nước, trong tỉnh, mà chợ Cốc Lếu còn là chợ phục vụ nhu cầu của các du khách khi đến thăm tại tỉnh Lào Cai. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi lên chợ Cốc Lếu A để xem là trong chợ có những gì nhé. Đây chính là chợ Cốc Lếu A. Tại sao gọi là chợ Cốc Lếu A? Là bởi vì trong khu chợ Cốc Lếu A, đối diện với chợ Cốc Lếu A còn có khu chợ Cốc Lếu B. Đây chính là khu chợ Cốc Lếu B. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào khu chợ Cốc Lếu A nhé. Nhìn ở khu chợ Cốc Lếu A, đứng ở từ trên sảnh chúng ta có thể nhìn thấy cả khu dân cư. Khu này là khu dân cư đối diện. Đây chính là chợ Cốc Lếu B. Và chúng ta sẽ bắt đầu cùng đi vào tham quan khu chợ Cốc Lếu A này. Chợ Cốc Lếu là hàng hóa rất là đa dạng phong phú. Khu này là khu bán đồ chơi, đồ điện tử, hàng gia dụng. Lào Cai có cháy hàng đâu mà phải đang bán, nhớ ai mua rồi. Con này có ngày có người bê mất mạng. Già đấy mà nhảy múa mới gào khét lên. Nhà chị cũng vừa mất chó đấy. Cái chó đẹp phải giữ. Các em đi về đây. Con ngáp vào đấy chưa? Chưa, vẫn xinh quá. Trời ạ. Trời ạ. Vẫn xinh chị ạ. Qua qua của ba Hương. Em gọi qua video cho anh đi. Qua ba Hương ơi, cả làng ba con ơi. Đi qua đi. Ba Hương đi đâu về, có quả này. Ba Hương. Ba Hương đi về quê. 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 Các loại xe đạp. Chuyên xì lẻ chị ạ. Đây chính là cửa hàng ạ. Ông chủ của cửa hàng đấy ạ. Chuyên xì lẻ các loại xe luôn. Đây còn đang gọi hướng dẫn khách để sử dụng xe. Anh quay điều khiển đi, em chỉ cho. Khi các bạn mua hàng nếu không hiểu thì có thể liên lạc để không anh hướng dẫn cụ thể về lắp đặt cũng như là cái cách sử dụng. Anh thấy đèn nó chạy như nào đấy? Bây giờ anh bật điện xe đi. Anh nhấn cái nút tròn ngoài cùng bên phải. Bên dưới. Vâng, anh nghe ạ. Không, bên tay phải cơ. Cái gì ạ? Đúng rồi. Chỉ chồng em biết thôi. Chị đang đi xem một tí đã.
cho ăn đấy, thế xong nhưng mà nhờ cái chải đầu cho mẹ và con cái như thế mà chở con cái như thế đấy, nuôi lớn bằng này xa chải cho mẹ cái đầu không chải sao lờ sao lờ chị. Bác thế nào nó ăn gì bảo con Hoa nói sờ lờ có đờ không sờ bờ có cái gì bảo con Hoa lắm bảo con Hoa sáng hoa ấy. Mà dịch dã thế này cứ cưới xin mình đi cũng ngại chứ lại. Ngại thì chẳng ngại nhưng mà không chia kịp ra lỗ. Dịch nhiều như này á. Không phải đâu. Nhiều lắm. Nhiều đám quá. Thì hôm giờ tao đi ăn tìm đám. Tao chết đây, ôi đi chết. Ôi cách xe cách xa 2 mét. Đây cái sáng nay mày đã ngồi gần tao rồi. Hôm qua Huyền ăn cùng bá tao rồi. Ôi sốt rồi. Đến khi mà cách ly cá giống cả cái phố, giống như phố Trúc Bạch lúc đấy bọn mình mới sợ. Mẹ ra tay con.
Ừ, dòng bình ấy làm trăm mấy cũng không mà. Rồi.